bộ sofa Caracol Chawu CNC liền tựa là CNC nguyên con luôn á. Sofa gỗ áp, tay và chân mộc ống đồng nguyên chất. Cái tấm CNC là dán plywood. Cái băng dài này bắt buộc phải làm cột nệm ở giữa để những đoạn CNC nó bằng nhau hết. Cái vách với hai cái tay á nó bằng nhau hết luôn. Sofa này hàng đặt của khách. Rồi bây giờ mình quay cận cảnh. Rồi bỏ nệm vô. Rồi bỏ nệm vô giúp em á. Lộc. Hai gói nhỏ nằm giữa. Rồi, giờ mình quay cận cảnh nha. Tấm CNC này về 18 ly. Đây, còn này là ống đồng. Ống đồng nguyên chất. Đây, đây là ống đồng nguyên chất đây. CNC đây. Ghế đơn này.